Xin chào tất cả anh chị đã trở lại với Xe Đam Mê, có địa chỉ tại số 3 Đường Định, thành phố Hải Dương. Coro thể thao, nhiều có công nghệ, nhiều có option, đặc biệt là công nghệ máy SkyTip và chế độ iShock dừng đỗ 3 giây tự động ngắt máy, thân thiện với môi trường và giảm cái túi tiền của chúng ta. Thì phải nói là Mazda luôn luôn là những cái điều vô cùng thú vị. Cái thứ nhất là dòng xe 5 cửa đẹp nhất phân khúc. Cái thứ hai là công nghệ và option rất đẹp. Cái thứ ba người ta nói là trẻ trung, thanh lịch thì đây. Vâng, phải nói là và nó cũng tuyệt đẹp. Thì xin giới thiệu tất cả anh chị, đây là một mẫu Mazda, Mazda 3 hatchback. Thì bản hatchback nó sẽ đắt hơn bản sedan lúc mơ mới là 50 củ khoai, có nghĩa là 50 triệu đồng. Vậy thì không để các bác chờ đợi lâu nữa, chúng ta đi ngay vào phần đèn. Các bác có thể thấy nó rực rỡ không ạ? Được cái chủ nhân đã lên một cặp đèn, gọi là cặp mắt của linh hồn, siêu đẹp, siêu ngầu và siêu cá tính. Đó, tuyệt đẹp luôn. Nó đã sáng, nó đã trong, nó đã đẹp rồi. Nhưng với giải đèn LED ban ngày, nó rất tuyệt vời các bác nhé. Nó quá thú vị và tuyệt vời luôn. Và bi tinh cầu thủy tinh cũng được độ lên rồi. Đấy, giải đèn LED này, đèn tích hợp bo rẽ chuyển xuống dưới này. Người ta nói là Mazda được thiết kế là Coro thể thao thì không sai tí nào. Mặt ga răng mở rộng, các bác có thể thấy với những thanh mạ chrome rất là to bản, kết nối liền lạc hai phần đèn, ôm trọn mặt ga răng và mặt ga răng mở rộng nhìn rất ngầu và đẹp mắt luôn. Đó, mềm mại, hài hòa, tinh tế. Thì phải nói là Mazda có thừa khả năng làm điều đó. Các bác có thể thấy nó rất đẹp. Và chúng ta có thể cứ từ từ và chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng một quanh một vòng. Đó, các bác có thể thấy ngay những đường lắp cabo, những cái đường gân dập nổi to, rõ nét. Và đèn tích hợp bo rẽ trên gương có các bác nhé, 4 phanh đĩa ABS, một dàn lốp thì còn rất là mới. Và có trang bị cảm biến khóa mở cửa cả hai bên. Đó, cửa sổ lóc. Đấy, cái này có cửa sổ lóc điều hòa auto, màn hình cam lùi đầy đủ. Các bác có thể ngắm nhìn cho một mẫu Mazda 3 hatchback nó đẹp như thế nào. Nó rất vừa vặn, rất vừa phải, rất hài hòa. Đấy, nam đi cũng được, nữ đi cũng được. Đặc biệt là các bác nào có điều kiện mà tặng các chị thì phải nói là tuyệt vời. Đảm bảo với các bác một câu là chỉ cần mua tặng các chị thôi, 2 giờ 2 giờ sáng dậy giặt rũ, quét nhà cho các bác. Vâng, đó. Kể cả cái phần đuôi thì tôi vẫn đánh giá là dòng xe hatchback 5 cửa thì Mazda là đẹp nhất trong các dòng xe. Các bác có thể thấy là phần đèn được cắt gọt xinh xắn, nhưng chất lượng phần đèn thì chúng ta có thể quay gần vào đây để thấy chất lượng cái phần đèn của nó. Đây này, tất cả vị trí còn trong suốt. Tất cả những sản phẩm Xe Đam Mê thì cam kết với các bác là bảo hành 1 năm sử dụng, bao không đâm va, không ngập nước thủy kích. Và máy móc phải còn zin. Đó, gạt mưa phía sau các bác nhé. Đó, vậy thì chúng ta có thể nhìn cái vẻ bề ngoài thì nhiều bác bảo hô không biết là cốp sau thì nó như thế nào. Vào đây, không sao. Và cốp sau rất ok và rộng rãi các bác, rất nhẹ nhàng, công nghệ máy SkyTip thì tuyệt vời rồi. Wow, nó cũng rất là rộng và rất đã các bác nhé. Tôi có thể ngồi nổ thỏa. Ai vướng cái này tí thôi, rất rộng luôn. Nè, đấy, ngồi rất đã luôn. Chụp những kiểu ảnh phải nói là view đẹp thì phải nói là các chị mà thường đi đâu mở luôn quả này ra ngồi view quả này có chất không? Đấy, quá chất đúng không ạ? Đấy, các bác thấy sao? Đó, rất tuyệt vời luôn. Và chất lượng chiếc xe thì kể cả ở đây là phần cốp đựng đồ, nhưng chủ nhân rất giữ nên người ta đây phần nhựa không bị chảy xước. Đó, nó thể hiện chất lượng chiếc xe. Và kể cả những cái thảm nỉ trong này các bác này, nó còn mới tính con luôn, neng keng xe beng luôn. Và dưới này thì được cái là lốp dự phòng và đồ theo xe. Đồ để chuẩn chỉ các bác nhìn này, nó mới 7 màu luôn, gần như chưa bao giờ sử dụng. Và đồ, tất cả mọi thứ là còn nguyên bản. Em để nguyên cho các bác nhé. Đấy, cốp rất đẹp luôn, rất ok luôn. Đó, và đây, mức tiêu thụ nhiên liệu với công nghệ máy SkyTip thì nó như thế nào ạ? Xin mời các bác vào đây, chúng ta phải mở lên cái này mới nhìn được. Đấy, đọc cho các bác xem nào. Đấy, mở hẳn lên, đây, mở này. Đấy, nên các bác không lo lắng về công nghệ máy SkyTip. 6 lít trên 100 km đường trường. Được chưa? Mà xăng ăn ít như một chiếc SH. Được, chấp nhận. Đó là cái điều thú vị với công nghệ máy SkyTip. Nó nằm ở đây ạ. Đấy, các bác nhé, cái này được trang bị hộp số 6 cấp rồi, vận hành rất là ngon, mượt.
mượt mà êm ái. Và phần đèn đây các bác thấy là đỏ au và đẹp hết bài luôn. Những sản phẩm xe và đam mê thì các bác cứ yên tâm rồi, phải nói là chỉ là một từ là hết nước chấm. Quá đẹp. Nhưng đường liền nào các bác có thể thấy à, các bác cứ đi quanh một vòng đi, và chúng ta có thể khám phá dần dần để mổ xẻ chất lượng chiếc xe. Và bây giờ nhiều bác đang hỏi là o đẹp rồi, chất rồi, xe của Phúc thì yên tâm rồi, vậy thì nội thất như nào? Chỉ nhìn cái táp ly cánh cửa thôi đấy, các bác thấy đẹp chưa? Những đường chỉ may cực kỳ tinh xảo, đường chỉ đỏ rất đẹp luôn đấy, các bác có thể thấy nhé. Táp lô táp ni không một vết chảy xước luôn, thể hiện chất lượng chiếc xe đấy. Và chúng ta có thể cứ từ từ mở ra và bản táp ni thứ hai cho các bác xem luôn này, cũng wow, cũng không một vết chảy luôn, quá đẹp đúng không ạ? Đấy, quá chất luôn. Vâng, không có gì để chê trên chiếc xe này được. Vâng, các bác nào cứ chê là báo công an bắt luôn, không cần phải nói nhiều đúng không ạ? Và bản táp ni thứ ba cho các bác xem, em quay xe mất thời gian tí nhưng được cái nó chi tiết. Được chưa? Zin nguyên bản, cực chất. Và bản táp ni thứ tư cho các bác xem luôn. Wow, cái này được trang bị nhựa bóng Pirelli. Đấy, nhựa bóng Pirelli, gương kính chỉnh điện và toàn bộ kính nó là auto. Tất cả là zin nguyên bản, giảm âm thanh thì khá là hay. Và chúng ta có thể đi vào đây, xem xe được trang bị những gì. Cái này thì tôi rất thích trên Mazda này, nó nâng hạ đèn được, có nghĩa là bình thường chúng ta cứ phải đi cốt, mà cốt gần quá thì chúng ta phải bật pha thì người đằng trước lại bị chói mắt. Đấy. Vậy thì chúng ta chỉ cần nâng cái cốt này lên, các bác có thể chỉnh được. Có 5 lớp chỉnh, chỉnh để nâng cái đèn lên cốt vừa phải thì người ta không chói mắt mà tầm đèn chiếu sẽ xa hơn. Cái thứ hai có hệ chống chống trơn chống trượt cân bằng điện tử, và đặc biệt chế độ iSoft dừng đỗ 3 giây tự động ngắt mạnh. Hay chưa? Cửa gió điều hòa, chào chuốt rất đẹp. Đèn thì auto rồi. Gãy số vô lăng rồi các bác nhé. Và mặt đồng hồ các bác nhìn rất yêu luôn, xe chạy được hơn 5 vạn, rất xinh luôn, tuyệt vời luôn. Bàn phím thì cũng rất là nhiều đấy, và có thể, và các bác có thể thấy rằng đây là nhựa mềm này, cách âm chống ồn tốt này, và cái này trang trí rất là đẹp này, cửa gió này, và còn mới tinh này, màn hình theo xe, và đương nhiên nó là phải tích hợp cam lùi rồi ạ. Và nó rất nét các bác này. Wow, rất nét luôn đúng không ạ? Da xin dịn sò này, bản điều khiển trung tâm này, cài đặt là nhôm phay này, xịn sò luôn nhá. À, có dẫn đường vệ tinh này, cài đặt nhạc này, tăng giảm âm lượng này, điều hòa auto này, tất cả dòng chữ còn sắc nét và đỏ au, nó thể hiện chất lượng chiếc xe. Các bác có thể thấy, mà dàn âm thanh rất là hay. Và cửa sổ lock, đặc biệt là cái trần nó còn mới kính con như trong hãng, nó vẫn được bọc ni lông nên còn mới tinh kính con luôn đấy. Và cái thế hệ này thì các bác có thể nhìn cái ghế đấy, nó thiết kế ôm người với những đường chỉ may cực kỳ tinh tế, nó đẹp mắt đấy, các bác có thể thấy rất tuyệt vời luôn. Và tư thế ngồi ôm người rất sướng, rất đã. Vậy thì độ rộng rãi hàng ghế sau ra sao thì xin mời các bác chúng ta đi đến hàng ghế sau. Vâng, thực sự hàng ghế sau nó có đủ để các bác có thể trải nghiệm những cung đường dài mà cảm thấy nó thoải mái và không mệt mỏi không? Chiều cao của tôi thì chắc anh chị nắm được rồi, nó chỉ 1m70, nhưng đây hơn 20 phân mới tới hàng ghế trước và ngồi có thể ngả, độ ngả ghế cũng rất ok. Tư thế tuyệt vời và bệ tì tay để cốc rất sang xịn luôn các bác nhé. Rất tuyệt vời luôn. Và tất cả chi tiết xe còn nguyên bản, cam kết với các bác là nguyên bản 100%, rất đẹp luôn. Đó, bệ tì tay để cốc sang xịn này, tựa đầu này, rất ok luôn. Đấy, các bác có thể thấy đi 3 người, 4 người các bác gặp lên ngồi tha hộ rộng rãi đúng không ạ? Rất thú vị và tuyệt vời luôn, các bác có thể thấy. Vậy thì còn khoang động cơ và phần gầm nữa, nó rất quan trọng. Xin mời các bác đi đến khoang động cơ để cảm nhận cỗ máy, trái tim linh hồn chiếc xe. Xin mời các bác. Vâng, cơ thể các bác, điều gì quan trọng nhất? Trước hết là quả tim, hai là lá phổi. Thì đây, xin mời các bác đi vào quả tim của chiếc xe. Đấy, quả tim và lá phổi nó nằm ở đây. Nó zin thế này, từng con ốc các bác có thể, từng keo dàn cò, nó zin đây. Này, zin tuyệt đối nhá. Máy móc của nó các bác nhìn này. Và em đã tháo cái lắp máy, em quay cho các bác.
từ cục ABS này, tem mác này. Đấy, xịn sò như này. Con này thì chủ nhân đã độ đèn các thứ rồi, siêu sáng rồi. Và cái đây các bác, đây là cái vị trí rõ nhất để các bác có thể thấy. Tất cả là 7 màu này. Rồi, 7 màu luôn này, từ con ốc này. Tuyệt vời. Và cỗ máy đang nổ nó chỉ hơi lè tè lè tè lè tè thôi. Gọi là đây là nó chỉ như những cơn gió mùa thu hơi thì thầm thôi. Nó nổ nó êm đến mức độ như vậy. Đây quay dây của doa để các bác thấy này. Xe đang nổ không các bác này, bảo Phúc người ta nghe thấy tiếng gì đâu. Đây ạ, à, đấy. Xe đang nổ các bác nghe tiếng gì không? Mở lắp capo ra mà hơi lè tè. Tuyệt vời chưa? Quá tuyệt vời. Đấy, sản phẩm của Xe Đam Mê và sản phẩm của Phúc XO thì các bác yên tâm rồi. Những sản phẩm luôn luôn là những sản phẩm tuyển chọn chất lượng và bán hàng có cam kết các bác nhé. Vậy cứ chiêm ngưỡng. Và vậy thì trước khi đi xuống phần gầm thì sẽ cho các anh chị một cái mức giá để các bác nào thực sự quan tâm. Đây, ô, xe của Phúc đẹp rồi, chất rồi. Đấy, đẹp rồi. Vậy thì cái giá như thế nào? Đấy. Và chỉ có 485 triệu đồng các anh chị đã sở hữu được một chiếc Mazda 3 hatchback sản xuất năm 2016. Và lúc mới các anh các chị phải bỏ ra 850 triệu đồng để sở hữu nó. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta rẻ được bao nhiêu? 320 triệu đồng cho chiếc xe này. Đúng ạ? Đấy. Vậy thì nó có xứng đáng không? Với tầm tiền như vậy, nó có ok không? Vâng. Các bác nhớ thả cho em nút like và nhớ một nút đăng ký kênh. Nhấn nút chuông để nhận được các, tất cả các thông báo. Vậy thì bây giờ bác nào quan tâm thì chúng ta cùng nhau đi xuống phần gầm để một lần nữa kiểm chứng chất lượng chiếc xe. Xem đúng như những sản phẩm của Phúc XO là những sản phẩm tuyển chọn mà bây giờ trên toàn quốc đang rất là ủng hộ yêu mến cách nào của chúng tôi. Vậy thì nó có xứng tầm với cái thương hiệu của Xe Đam Mê đúng nghĩa hay không? Thì xin mời các bác đi xuống phần gầm để chúng ta chiêm ngưỡng chiếc xe. Vâng, và đây là phần gầm của chiếc Mazda các bác nhé. Thì những cái tấm nhựa đây chúng tôi đã tháo sẵn ra rồi. Vì chỉ có tháo ra thì mới quay cho anh chị một cách chi tiết được, khẳng định những chiếc xe chất lượng. Nếu có tấm nhựa bịt kín này thì chúng ta không thể xem được. Vậy thì máy móc đây, đây là cái minh chứng này. Máy móc giòn keo này, từng con ốc này. Đấy, các bác có thể thấy là nó zin tuyệt đối nhé. Cam kết các bác này. Đấy, giòn này, giòn keo, giòn nhà máy này, giòn đỏ này. Tất cả là giòn zin nhé. Từ mã số này. Đấy, tất cả chân ống máy này các bác này. Đấy, máy móc nhé, zin đét mà ra máy cực sáng luôn. Tất cả những sản phẩm Xe Đam Mê là luôn luôn là tuyển chọn chất lượng, lên từ đáy cát te này là zin hết này, đáy cát te hộp số này cũng zin hết các bác nhé, từ con ốc này các bác nhìn, từ con từ chấm sơn nhà máy này. Đấy, nên các bác rất là yên tâm khi sở hữu những mẫu xe tại cái Xe Đam Mê. Các bác chỉ cần xem clip mà có thể chốt được xe rồi. Tất cả càng máy này zin nhé, không sợ bị đâm va này, càng máy này, hệ thống đây là hệ thống càng máy này. Đấy, các bác này. Đấy, được chưa? Càng máy này. Đấy, củ phanh này. Đấy, sáng mới từ con ốc này. Đấy, nguyên vạch sơn nhà máy luôn. Đấy, chuẩn men. Những chiếc xe đẹp thì nó luôn luôn là như thế này đấy ạ. Đấy, tiền nào thì của ấy, các bác đừng tham rẻ nhá. Của rẻ là của ôi. Đây ạ. Và đầu giá xi thì đây, các bác xem hệ thống giá xi nguyên bản không bị đâm va nhá. Đó. Sassi này, bên này là quay được này. À, bên này cũng quay được nữa, hơi kín này. Sassi này, zin nha các bác nhé. Đấy, zin tuyệt đối ạ. Đó. Đây, từ những cái răng nhỏ đỡ phần két nước cũng là zin nguyên bản này. Đấy, các bác thấy không ạ? Đó, tôi quay như thế là rất kỹ nhá. Và lốp thì còn khá dày và mới này. Đấy, khe lốp. Đấy, và phần gầm thì các bác nhìn có thể tôn sắt thép từ trong sâu trong kia, còn xanh nẹt này. Cổ bô này, chuẩn men nhé. Đó, thương lái này. Đấy. Và phần gầm thì từ những cái tấm nhựa bảo vệ là còn nguyên bản nhé. Đấy. Và chúng ta đi xuống phần gầm này. Đây, bô này. Đấy. Tem bô là còn này, mã bô của Mazda này. Đấy, là nguyên bản nhé. Đấy. Và chúng ta đi xuống đây. Và các bác xem em hai cái bao bô lê. Ba bô lê, tại sao tôi nhấn mạnh cái ba bô lê nó zin này, không bị sập gầm, xong bị va chạm từ bên cạnh vào này. Là ba bô lê phẳng căng và ba bô lê zin nhé. Đây đây nữa. Đấy. Các bác cần xem như thế này là các bác định hình luôn được chiếc xe chất lượng rồi. Và xe về thì bao giờ chúng tôi cũng có rửa qua nước nã để đất cát bám ở phần gầm nó rất là bẩn thì nó sẽ sạch đi, để quay thì các bác mới thấy được nó rõ ràng như này. Rõ ràng như này, đúng không ạ? Tôn sắt thép, hộp sàn xanh nét như mới luôn. Đấy, các bác nhé, tất cả cái vị trí đây
Đó, bô này. Đấy. Bô sau này. Và càng sau này, hệ thống máy này, giảm sóc này. Đấy, hệ thống càng giảm sóc phía sau nhá. Và máy phía trước và tôi nhờ. Đấy, từ con ốc, đấy, nguyên dấu sơn nhà máy nhá. Bô này, cái tem vẫn còn này. Đấy, mã số này của Mazda này, logo thương hiệu này. Đấy, zin nguyên bản hết và đầu chassis sau cùng này. Đó, để các bác thấy rằng xe khẳng định là không bị đâm va. Đúng không ạ? Không bị đâm va. Và đầu chassis bên này nữa. Để các bác thấy rõ nhá. Đó, đầu chassis đây. À, quay chỗ này dễ hơn. Đấy, các bác thấy không ạ? Chuẩn men nhá. Đấy, và đây, cái hộp tôn sau cùng này. Chuẩn men nhá. Đấy, được chưa ạ? Cổ phanh này. Đấy, phía sau này, cái này trang bị 4 phanh đĩa rồi. Càng A này. Đấy, các bác mà xem được chiếc xe như thế này mà tôi quay như thế này thì yên tâm tuyệt đối, cứ ngồi nhà thôi mà mua xe thôi, cũng không cần phải đến đâu các bác nhé. Vâng, cảm ơn các bác rất là nhiều. Vậy thì các bác cảm nhận gì những sản phẩm của xe đam mê đã chất lượng chưa ạ? Và chỉ xe đam mê mới làm cái điều này thôi, bởi chúng tôi khẳng định luôn luôn là những chiếc xe chất lượng các anh chị nhé, nên chúng tôi quay rất kỹ để khẳng định cái thương hiệu của mình và cũng là bảo vệ cái quyền lợi cho anh chị đó các bác nhé. Vâng, cảm ơn các bác rất là nhiều.